Công ty điện máy Bình Dân, chuyên bán các dòng điện máy với giá cả bình dân. Liên hệ 0364 91 6666. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là chiếc đầu bơm nước lắp vào máy cắt cỏ ở bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Anh em có nhìn thấy rất là đẹp, rất là chắc chắn. Được đúc bằng nhôm và gia công tiện CNC rất là đẹp. Ở đây thì bọn em có rất là nhiều mẫu đầu bơm nha quý vị, có thể lưu ý một chút xíu. Đây là em đang thử hướng dẫn quý vị và các bạn lắp cái đầu bơm mà ti nó là ti 9 khía, ống là ống P28. Và đây là cái máy cắt cỏ Honda GX35 của Trung Quốc đấy. Thì khi chúng ta mua một cái đầu bơm này về, nó sẽ ở trong một cái hộp. Nó sẽ có một cái túi đồ phụ kiện nhé. Cái túi đồ phụ kiện này của quý vị thì nó sẽ rất là đầy đủ đồ để tháo cái đầu bò cắt cỏ đấy. Anh em đừng bao giờ nghĩ đến cái việc gọi là chúng ta chỉ tháo con dao ra là chúng ta lắp được bơm đầu bơm cắt cỏ nhé. Không có đâu, cái đấy rất là vô lý. Vì tháo cái dao ra thì cái trục ở trong này nó không hề liên quan gì đến các cái đầu bơm. Chúng ta phải tháo hẳn cái đầu bò ra để chúng ta gắn thẳng vào cái trục để chuyển động, chính là trục ti bên trong chín khía. Thì ở đây chúng ta có hai cái lục giác để chúng ta có thể tháo được cái đầu bò ra. Đây thì trên máy cắt cỏ này bên em khá là rêu phong rồi. Chúng ta tháo lỏng hai con ốc ở cái đầu bò và chúng ta rút cái đầu bò ra. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bước 1. Như vậy là nó khá là chặt, vì là chúng ta để lâu không dùng đến nó tương đối chặt, chúng ta phải gõ tác động lực vào đây thì nó sẽ lỏng cái ti ra, nó sẽ chặt thế nhỉ. Nó tháo hết luôn ốc ra xem. Máy móc anh em không tháo lắp thường xuyên thì nó sẽ rất là chặt. Ui, chặt quá. Gì quá. À, em phải lấy một cái búa để gõ ra. Rất là chặt. Còn một con ốc ở dưới đáy em quên không tháo ra, anh em để ý nhé, nó có 3 con ốc đấy, không phải 2 con đâu. Làm chặt thế, đúng con ốc quan trọng nhất tháo. Rồi, tháo ra là đã lỏng, chúng ta rút ra. Khi chúng ta rút ra thì chúng ta nhìn cái đầu bò của chúng ta là cũng ti chín, và chúng ta chỉ cần so sánh với cái đầu bò bên trong này, nhìn nó gần như là giống hệt nhau là ok đấy, là chúng ta có thể sử dụng được. Và anh em đếm cho em cái ti ở đây, anh em đếm dùm em cái ti đây, nó có 9 cái rãnh nhá. 1 2 3 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cái khía này là chúng ta sẽ lắp được. Lắp cái đầu bơm này thì nó cũng rất đơn giản, nhưng là lắp cái đầu bò nó cũng có hai con ốc ở đây và con ốc ở đây. Chúng ta để làm sao để theo cái phương mà chúng ta mong muốn nhé quý vị nhé. Có nghĩa là anh em muốn nó phun ngược lên trời này, hay là phun ngang này, hay là bơm như thế nào, chúng ta lắp, chúng ta điều chỉnh. Chúng ta phải lới cái này ra, ở đây nó đã bắt tương đối rồi, chúng ta phải lới lỏng một chút. Chúng ta lấy hai con ốc này lỏng ra là chúng ta sẽ tiến hành lắp vào, nó rất là nhẹ nhàng đấy quý vị nhé. Khi nó còn chặt chúng ta không lắp đâu, lắp cố như vậy nó sẽ bị meo ống đấy. Vâng, nó lỏng rồi, chúng ta lựa thôi. Đây là của em là ống 28 ti 9 khía, chúng ta phải lựa cái ti nhé.
đóng nghe nó kịch một cái là được. Đây, chúng ta nghe thấy chưa? Đây em đóng lại nhá, anh em cho vào nhé. Đầu tiên nó sẽ chỉ đến đây thôi. Có nghĩa là hai các cái ti bên trong nó đang lệch nhau, chúng ta xoay nó lựa và nó kịch kịch như này là ok nhá. Và chúng ta giữ tay vào đây, chúng ta bắt chặt chặt là con ốc này trước. Con ốc này để bóp cái ống, bóp cái ống cần lại để cho nó sát nhau đấy. Chúng em bắt đầu chặt, nó đã bắt đầu chặt. Đã bắt siết thêm tí nữa sẽ cứng luôn. Đây, nó hơi vẫn còn hơi lỏng, chúng ta siết thêm nửa vòng nữa. Dạ vâng, như vậy là nó chặt rồi. Chặt cứng và chúng ta sẽ siết lốt con ốc này lại để cho nó hãm xoay. Tránh trường hợp nó xoay nhé. Đang bơm mà xoay không cũng rất là nguy hiểm đấy. Con ốc này chúng ta chỉ bắt vừa tới đầm thôi, vì con ốc này nó sẽ chọc thẳng vào cái ống cần. Chúng ta mà siết mạnh quá nó sẽ bị méo cần đấy. Anh em bắt bằng cái đầu này, chúng ta vặn tới tay đầu này là ok. Thì sau khi chúng ta bắt như này thì ở đây nó có một cái chõ, chõ để nó phân loại rác, nó lọc cái rác đi, tránh rác nó chui vào cái cánh quạt đây. Anh em nhìn thấy cánh quạt, cánh chui vào cánh quạt bên trong này thì nó sẽ làm kẹt, kẹt rất nguy hiểm, kẹt nó có thể kẹt lâu, nó sẽ mà nó kẹt chặt nó không quay được sẽ cong ti đấy. Ở đây thì ở đây chúng ta sẽ còn cái đầu nữa, còn cái đầu da này nữa. Chúng ta sẽ lắp như nào, chúng ta lắp như này và chúng ta nhớ là cho cái con cao su vào, cho cái con cao su vào và chúng ta xoay chặt lại. Đó, ok. Chiếc đầu bơm này thì nó tạo áp khá là tốt và đầu ra nó đang là 34. Quý vị và các bạn tưới rau hay là tưới cây mà chúng ta muốn bóp về 27, chúng ta mua một con thu 27, chúng ta chụp thẳng vào đầu, hơi lửa chụp thẳng vào đầu nhé, chụp thẳng vào đầu và chúng ta sẽ dẫn ông 27 đi tưới. Từ 34 về 27 thì nó sẽ tăng áp lên rất là lớn đấy. Cái đầu bò cắt cỏ ống phi 28 thì bên em đang có hai dòng, một dòng là cái chõ bằng cái giỏ, là cái lọc rác là bằng nhựa. Bằng nhựa thì nó sẽ có cái khe lớn hơn một chút xíu này, khe lớn hơn thì những cái rác nhỏ vào nó vẫn vào được, vẫn chui vào được. Thì loại này nó cũng xài thì ok thôi, nhưng mà chúng ta nên xài ở cái vùng nước sạch, nước ít rác. Còn như con này thì cái lọ rác của nó bằng inox. Inox thì nó lưới nó sẽ tốt hơn, không được rác nhỏ hay rác to cũng đều không vào được hết. Và giá cho nhau một chút xíu thôi. Cái đầu bơm này bên em đang bán là 450.000 và cái đầu bơm chọn inox là 470.000 bao ship luôn ạ. Anh em chỉ cần như này là giật lổ lên là chúng ta sẽ sử dụng bình thường luôn nhé. Ở đây nó sẽ có một cái đầu bắt, nếu như chúng ta dẫn ống mềm đi chúng ta sẽ đút vào đây và chúng ta sẽ siết chặt cái này, chúng ta sẽ lấy cà lê hoặc COVID siết chặt ta, tránh tuột khi nó tăng áp lên chúng ta cầm vòi cho nó bóp bóp, nó sẽ tăng áp, chỗ nào yếu sẽ bật chỗ đấy ra. Thì chúng ta cần có cái này COVID cà lê đầy đủ theo bộ luôn đấy. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm đầu bơm nước này thì quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại được ghi ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm đầu bơm nước lắp vào máy cắt cỏ. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem video của em.